giùm con cái. Cô chú xong rồi. Chị hãy chơi ra lắm nè. Cô chơi dưới đường á, cũng ai đó. Xong rồi, chú chưa đi liền. Đang quay. Cho chị nửa ký đi cơ. Quên nói chị ơi, chặt không? Không, chặt không, để nghe. Cho chị nửa ký đi, rồi đó cho chị chặt được. Chặt luôn ha. Rồi cho em 16 đi. Hả? Nửa ký 16. Nhẹ nhẹ thêm bịch nữa. Đó là 140. Hai ổ bánh mì. Hai ổ bánh mì. Cái gì vậy? Chặt cho theo quay á. 2 miếng thì miếng 600 g. Ờ. 2 kg à. 2 miếng cũng phải 2 kg. 2 miếng. À 2 kg à. 2 miếng à? Tưởng em tưởng 2 kg chứ. Hai ổ bánh mì á. Chặt nhỏ cái gì à? Rất sức. Ờ miếng này quay này nó đẹp. Để nguyên luôn á chị. À.
như bây giờ tàu nén liền xíu có cái lưỡi đó ha. Dạ có lưỡi, có lưỡi luôn, hai cái lưỡi, ba cái lưỡi luôn nè cô, lấy một cái thôi rồi dạ. Cái hai luôn nè cô, ba chín để riêng hay chung vậy? À để riêng á, hai hộp cũng có 300 hộp một hai tờ. Cỡ này 80 đi dì ơi. Ờ chặt không? Chặt không? Chặt cái chúng đồ không chặt. Rồi con đỡ vô đi không? Bỏ đi. À, 80 chị 30 101. Chú lấy một ổn mì hả chú? 101. 80. Bánh mì lấy tiền chưa? 101. Một cái lưỡi là 80 với 30 nữa. Nghe muốn 80. Tổng cộng 80 phải không? Cho 10.000 đi. Rồi có 100 ha không ạ? Cái gì? Nó chỉ mua cái số mà nó chỉ mua ổn sổ, ổn sổ. Chín tuổi hả? 19 tuổi. Hai đứa con. Anh định nói con bé nhỏ. Ấy. Bé nhỏ mới 2 tháng hả? 2 tháng hả? Ủa 2 tháng rồi đi bán rồi hả? Ừ, nó mới đẻ ở ẩm đi rồi. Ừ. Đi bụi từ nhỏ. Một ổ bánh mì 15.000 cái thôi. 19 tuổi hai đứa con. Đây là bà ngoại trẻ nhất thế giới. Trẻ nhất. Con gái em á. Con gái à. Ôi dì em, Lily có con gái lớn không? Cháu ngoại em đó. Quá sốc. Cháu ngoại em đó. Lúc trước. Cái này nói sai thì thật lắm. Từ khi trời trời. Bạn đói dữ rồi. Đói luôn, tới công chuyện luôn. Chưa có gì bạn đói dữ rồi. Hết giò rồi chị, chiều, dạ, 3 giờ mới có. Của cô này nha, 150.000, canh của cái 3 giờ. 150.000, cắt ra dĩa, người ta dễ nhìn. Dễ nhìn, tiệt hơn đúng không? Lily ly bầm quay cái tay nhiệt đó. Em lấy quay cho chị đó. Lâu lâu đi đường quyền. Của cô Minh Hiếu á. Đi tội hơn quá rồi. Nó quen. Sau này nó khỏe lắm luôn á. Mạnh á.
bây giờ thì hơi vất vả, nhưng mà trong này là nó giống như tẹt răng vậy đó, khỏe lắm. Nó mạnh mẽ, nó mệt. Cũng hay rồi, bán tới 12 giờ hết hay rồi. Qua mưa bão giờ nó cũng ẩm con nó đi vòng. Tiếng rưỡi rồi, tiếng nhầm rồi. Không đi là để giờ rồi. Dạ. Khổ rồi, bóp gách mà không có tiền mua. Không ai mượn tiền đâu trời. Bây giờ người ta không ai mượn tiền hết á. Bóp gách hả? À. Bóp này bỏ hổng vừa vớt á. Em giận em chỉ hay là bị mắc cái bóp. Tiền đó, lắm. Khổ quá. Trời ơi, mày ăn con tao đi đâu ngoài mày? Ôi, kêu bộ đỏ lợn rồi. Trời ơi, con này bộ đỏ luôn kìa. Đỏ luôn. Chứ ngoài em là bộ đỏ đó. Cô ơi. 5 kg chặt luôn hả cô? Mình có ăn 4 kg được rồi. Đáng 220 quay với 200 gram chặt luôn. Chặt luôn, chặt cái nhỏ em tôi. Chặt nhỏ mỏng mỏng. Tự nhiên được bịch chè ăn. Cái gì chè mà lông lá là cái gì? Lộc lá. Bà nghe kêu nó chết. 200 gram thịt quay. Hai như nói như gì? 200 gram chặt nhỏ không? Chặt chè nhỏ đừng có nhỏ quá. Chặt vuông vuông thôi đi. Lấy luôn, lấy luôn. Đó, thật vô. Lên. Dây ba rồi. Chặt cái quay mà biết về không kịp chặt. Mấy mươi đi chạy chặt không?
tìm không, lấy tìm không. Lấy tìm miếng nữa hả? Ngày từ nãy em thấy cái miếng nó không ngon lắm nhỉ. Ngon y chang miếng chua luôn á, 100 ngàn. Miếng này giống nhau. Đùi nào nó mạt mạt không luôn. Không, em có cục đùi đó. Chị mua ba lọ đi, nó làm nhiều hơn đùi á. Thế hả? Anh ơi, 15 ngàn nó nói là 30 chị ơi. Nghe nó chắc nha. Nghe tim mập nó chắc. Cho em 100 ngàn nữa thôi nè, 3 lần.